Xin kính chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng tất cả các bác cô chú đã quay trở lại với nội dung trên kênh Ngọc Tính. Xin chúc tất cả quý vị luôn có một ngày mới thật là niềm vui hạnh phúc ạ. Buổi trưa ngày hôm nay thì Tính đã có mặt ở trên gia đình em gái và em rể các bác. Trong ngày hôm nay thì cái căn nhà hiện tại thì cũng đã gọi là hoàn thiện được rất là nhiều rồi. Ở trên này là đã lên được gần 3 mét rồi quý vị ạ. Thì vậy đợi mọi người ở trong này để bọc nốt cái cây sàn nữa, xong là mới lấy cái cây sàng để lắp vào trên, xong là mới tiếp tục để xây. Như các cô chú theo dõi cái thước phim vừa rồi, trong ngày hôm nay thì đang tiến hành để đi mua những cái đồ ăn uống, và thứ hai là đang đi gọi là mửa bát đũa về để ngày mai sẽ dựng cột để cho mọi người vào một cái bữa cơm rất là đặc biệt để dựng cột trong ngày mai. Ngày mai là chợ Tính nhỡ không nhầm là ngày mai là ngày rất là tốt, là ngày con gà quý vị. Cho nên là ngày tốt dành cho tất cả những anh em ở trong này, là một ngày rất là đẹp, rất chi là đẹp luôn, để cho mọi người dựng cột nhà. Bởi vì ở bên Ngọc Tính thì lại theo cái ngày mình lập blog, ngày đấy thì mình phải quan trọng là ngày tốt. Còn ở đây thì ngày đấy thì lại không sao, và quan trọng là ngày dựng cột thôi các bác ạ. Bởi vì mỗi nơi thì nó có một cái quan điểm nó riêng quý vị ạ. Thì bây giờ là Tính sẽ vào bên trong này để xem. Hình như là mọi người đang chuẩn bị để ăn cơm. Đấy, các bác đang thấy ở trong này là cũng đã sạc được một ít bột đá rồi. Bởi vì cái hạt bột đá này khá là to, cho nên là phải sạc qua. Đấy. Ở trên này là bây giờ xây đến buổi trưa này chắc anh em thợ sẽ nghỉ đây. Nghỉ xong là ngày mai xong là lên tiếp. Đấy. Đi vào ăn cơm chưa bố? Chờ anh chị em ăn đã. Anh chị em đang ăn cơm đúng không? Vâng, vâng. Đấy, bây giờ là Tính sẽ vào xem mọi người đang ăn cơm ở trong nhà. Xin chào em gái nhá. Ở cho anh hỏi cậu họ một tí, là ngày mai là ngày dựng cột đúng không? Ngày dựng cột thì phải nhờ tất cả các cô các bác như là trên bảng mọi người lên giúp đỡ à? Vâng ạ. Thế trong ngày hôm nay là đang chuẩn bị những cái gì để chào đón ngày mai? Hôm nay chuẩn bị cái gì trước? Đầu giấy ngô này, bà này. Chuẩn bị những cái đồ để mai có các ba các chú lên thì phải làm. Vâng ạ. Thì tất cả một thứ là có đầy đủ hay là mình tự đi mượn về? Tự đi mượn thôi ạ. Đi mượn về đúng không? Đúng ạ. Làm xong thì mới mang đi dặn cho các bác. Là xong thì mới mang đi dặn cho các bác các chú. Vâng ạ. Thế là em rể đi đâu ạ? Em rể đi chở mua thịt và mua những đồ ăn ạ. Đi gọi là đi mua thức ăn chuẩn bị trước ngày mai. Vâng. Thế cái ngày mà lúc đấy thì cậu có chia sẻ qua, có nghe gia đình chia sẻ rồi. Nhưng mà muốn biết rõ là ở trên này á thì mọi người trong những cái ngày mà lập blog, ngày đấy thì có cần thiết phải quan trọng ngày tốt hay không? Cần ngày tốt hay là không cần? Mai á? Ý là cái ngày mà sau này mình lập blog, mình làm hoàn thiện, vẫn phải cần ngày tốt. Ồ, thế này là cũng gọi là phải tranh thủ những ngày tốt cho nên mới làm nhỉ? Thế bây giờ là em rể chuẩn bị về nhà chưa? Chưa. Ăn cơm xong chưa tất cả mọi người ở trong này? Đã còn lại ai nữa? Vâng, đã có các chị các bác có đã ăn. Các chị các bác có đã ăn nữa đúng không? Đúng ạ. Thế hôm nay là tranh thủ phải mọi thứ trước nhỉ? Vâng. Đi mượn ghế này, mượn bàn này, và như đi mua dao. Đấy, mà mua thịt. Có thể chuẩn bị những cái món rất là đặc biệt cho vào ngày mai. Hôm nay là mọi thứ phải chuẩn bị trước, xong là ngày mai thì mọi người lên thì chỉ có là dựng cột xong là ăn cơm thôi. Thế là cơm tối nay nấu hay là ngày mai mới nấu ạ? Chắc là tối nay ấy. Tối nay phải nấu trước ạ? Phải, là nhiều thì tối nay phải nấu trước. Tối nay phải nấu cơm trước. Vâng. Sau là ngày mai thì mới dựng cột. Mai là mấy giờ mới dựng cột? 11 giờ. 11 giờ trưa. Sáng giờ có ăn cơm thì 11 giờ. 11 giờ. Đó, 11 giờ thì ăn cơm. Nhưng mà mấy giờ mình mới bắt đầu để dựng cái cột nhà dựng lên? Biết rồi, ông chưa bảo đâu, chắc là sáng. Cái này mình phải hỏi qua ông đúng không? Phải hỏi qua ông mới biết. Vâng ạ. Cái này thì Thậm chí mình đang còn trẻ thì nhiều cái không có hiểu thì cũng phải hỏi qua các cụ và các ông. Đấy, cho nên mới biết về ngày nào mới là ngày tốt, ngày quan trọng. Bởi vì một cái nhà mình ở cả đời á, thì mình cũng phải là xem ngày tốt nữa và ngày đẹp nữa, đúng không? Thế bây giờ là phải đi làm công việc gì nữa? Phải đi mượn bác. Củ là có lấy được đủ chưa? Cũng chưa, phải đi lấy củ nữa nhỉ? Còn đi lấy củ, còn đi chở nước về nữa. Chở nước nữa. Đấy. Vất vả quá nhỉ. Hôm nay làm bánh người chở nước ạ. Còn chưa đến rất là nhiều người, rất là 10 người. 10 người chuyển nước. Còn lại thì đi lấy củi này và đi làm mửa bà ghế ngô đây. Đi mửa bác đây. Vâng ạ. Là đậu phụ đấy. Là đậu phụ đúng rồi. Xin cảm ơn nhiều nhé. Những cái cây cục ở trong này thì hôm nay cũng đã chặt được một cây thêm vào nữa rồi. Thì tính ra là được 4 cây. 2 cây ở bên ngoài này để dựng làm cái máy phụ để cho các cháu nhỏ được chơi ở bên ngoài này. Ở bên trong là dựng 2 cây cục chính quý vị. Đây những cái cây sàng này. Hôm nay có nhờ được các chú các bác lên để giúp đỡ nữa. Đấy. Ở trong này là đã được một phần ở trong này rồi các bác ạ. Lúc đấy là do không có đủ và không có chỗ cho nên là chưa mới làm. Đấy. Ôi giời, ôi giời. Đấy, lúc nào ăn cơm ở đâu là tính ở đây luôn. Bây giờ mọi người đã ăn cơm này các bác ạ. Bữa cơm trưa này. Tôi có nét cho sò trông nè. Để đây trên giữa đất, không để trên bàn để ăn cơm. Đấy, mọi người ăn cơm thì dùng thìa đó các bác ạ. Đây là con của em Dính đúng không? Đúng không? Con đấy. À không phải à? Thế con của em là con nào? Con của em không đến. Không đến đúng không? À, nói như vậy là anh cứ nghĩ là đây là con của em. Vâng ạ. Ăn cơm xong là còn phải làm gì nữa à? Hả? Thôi cứ ăn cơm đi. Ăn cơm tự nhiên đi. Sao đây các bác thấy ở trong này là hình như là tàu chúa, hình như gần giống với tàu chúa luôn. Đấy. Mọi người ăn cơm rất đơn giản thôi. Ở trên đó là một cái ao đậu tươi quý vị, gọi là đậu xanh ấy, rất chi là ngon luôn. Đây là bữa cơm rất chi là đặc biệt để cho mọi người ăn cơm. Đấy, các con nhỏ đây này dùng một cái ao để ăn cơm. Đấy. Ăn cơm thế này là có ngon không? Có ngon không? Đấy. Ôi mấy chị em ơi, cho Ngọc Tính hỏi một tí nhá. Ăn cơm thì có ngon không ạ? À? Dính cho anh hỏi Dính một tí nào. Ôi trời, cửa tưa quá. Đấy, nó là chuyện bà tiếng địa phương thôi, không có ai biết. Các bác có khi là nghe không có ai hiểu đâu, Tính đoán là như vậy. Các bác người Kinh mà người Dãy là không hiểu. Thậm chí là mấy chị em vừa nói là ăn dùng một thìa để mút to to. Đấy, con nói như vậy. Đấy. Giờ là đang chờ đợi cái nước chua quý vị về để làm đậu. Hình như là đây họ không sử dụng nước chua, họ sử dụng cái đá chua. Đấy. Dinh cho anh hỏi một tí, ăn cơm thì có ngon không ạ? Hả? Hả? Anh hỏi lần thứ 3 rồi, trả lời cho anh đi. Ăn thì có ngon không? Cửa tưa quá. Nó tí kinh rất sói nhưng mà đã ăn cơm cho nên là ngại các bác ạ. Nhiều khi là không ăn cơm thì mọi người nói chuyện thoải mái lắm. Lúc đấy Tính thấy mọi người ăn ở bên giữa cũng là 4 cái ao, lên trên này cũng 4 cái ao. Đấy, thậm chí là ôi giời, cười thế. Ôi thôi mọi người ăn cơm đi nhá, để cho ăn cơm ngon miệng. Bây giờ là Tính sẽ ra ngoài một tí xem cái đậu mà ở gia đình vừa mới làm. Ở trong này là còn lại những cái bột. Cái bột này là Tính nhớ là Tính đoán không nhầm là họ giữ lại để sau này đi làm ruộng hoặc là vung ngô thì sử dụng cái đậu này để xào ăn quý vị ạ. Trong này là đã được một tầm đậu chúa rồi. Đấy, các bác đang thấy ở trong này là bà con đấy, họ dệt cái vải lanh chính là cái này quý vị ạ. Đây là họ đang tiến hành để dệt cái vải. Xem là sẽ bao nhiêu phân? 40 phân. 40 phân là cái vải này. Họ thường lấy về để cái này bà con á giữ lại để sau này có người mà qua đời thì đầu tiên là phải có cái vải lanh này, thứ hai là phải có cái áo lanh, quần lanh và cái chăn lanh. Các cô bác ạ, thật ra là ai cũng sử dụng cái này. Và cái vải lanh này thì có thể là sử dụng được rất là nhiều về cái trang sức của người Mông nữa. Bây giờ thì đã không có sử dụng. Mấy năm trước Tính có thể lâu lắm rồi, Tính còn nhớ là đang còn người đang mặc cái áo lanh. Nhưng mà giờ là ít khi có rồi. Làm cái này nó vất vả lắm cô chú ạ. Cái này nó phải mất một năm thì không dệt được bao nhiêu cái đâu. Bởi vì phải dẹp từng sợi đây quý vị. Đấy, từng sợi thế này luôn. Đấy, phải dùng một cái lược. Đây gọi là cái lược này. Cái lược để kéo cái sợi này, để cho cái lông này nó không dính vào. Làm về thì nó mới không có lông nhiều. Cái này bây giờ thì người trẻ rất là ít người biết rồi. Chỉ còn lại các cụ già mới biết làm và biết đang lại quý vị ạ. Các bác đang thấy một cái vuông rất là to. Cái này chắc là các cụ đang về. Rồi bây giờ lấy mấy cái đá ra đã, xong là sẽ bỏ cái khung này quý vị. Tính biết là bỏ cái khung này xong là làm lại một lòng nữa. Ở trong nhà đã đang còn nữa. Ở trong này là đang sủ lên rồi các bác ạ. Tiến hành để lấy về để trong cái xôi. Để tí mua được cái đá chua. Đá chua về thì mới tiến hành để làm. Đấy. Bây giờ phải lấy ra bên ngoài xong là đổ vào bên trong này. Từ từ thôi, ra ngoài hết rồi. À, đẩy cái vông này vào để cho không có khói. Bây giờ sẽ bỏ ra này. Thậm chí là làm đậu phụ thế này mất nhiều thời gian thôi quý vị. Bởi vì trên này thì họ làm một lần thì làm khá là nhiều. Đấy, cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hôm nay mình chỉ mãi bây giờ phải cắt ra này. Đấy, cắt đậu phụ ra luôn. Ô, bị dính vào cái túi hết rồi. Đấy, từ từ dính túi rồi, dính túi rồi. Đấy. Đậu phụ trắng, trắng đẹp, tự làm thế là sẽ ngon hơn quý vị ạ. Ái già, ái già. Bây giờ bị dính hết rồi. Dính hết rồi. Đấy. Cái này bị nứt ra rồi. Đấy. Lúc đấy là kéo cái túi này, con này, chỗ này nó bị rách của bị nứt ra một tí. Đây giờ là đang tiến hành để rửa nốt cái mền, xây các cái đậu phụ này để vào bên trong cái mền quý vị. Bây giờ sẽ bắt đầu để cắt ra để vào trong cái mền ở bên kia. Đưa cái mền vào gầm một tí xong là mình cắt nữa không bị dơ bên ngoài. Em dính, đưa cái mền vào gầm một tí. Đúng rồi, cho gần thế xong là cắt nó mới không bị dơ. Ở trong này là sẽ cắt từng mảnh. Theo Vừa Tính thấy là cắt nhỏ quá. Đấy. Ở trong này là tự làm về tính đoán là sẽ rất ngon. Đấy. Phải lấy cái thức kẻ kẻ vào cắt nó mất đều. Cắt thế là gần tương đối được rồi. Là gì à? Nhất thế này thôi. Lại tao mà nhất là nay. Nhất mà nó ta rồi. Chỉ có trả tạm thôi. Thì bé quên thì nó sẽ quên thường thường bà nè. Lại mình gì đó chị. Ôi ôi, lại chị rồi thì được. Không lại gì luôn. Xin này. Ôi ôi ôi, trả dòng này. Trả dòng đi. Đây giờ là sẽ cắt để cho cái mền này quý vị. Trả dòng. À, Dính cho anh hỏi một tí, ở trong này là mùa năm Tết là mình tự làm ở trong nhà hay là đi mua về? Làm trong nhà hay là mình đi mua về? À. vô hại chạm ít xe chè dưới xe chè uống xe chè hại lý thế là hại luôn đúng không? Ờ thế hại lý nè. Ăn được khâu đi. Ăn được khâu đi. Muốn tiền sai là nát sữa như nát sữa tử. Cô nhà tịch. Sau khi là cắt xong thì như các bác đang thấy ở trong này là được một cái mền luôn. Một mền thế này là tí sẽ làm được một mền thêm nữa. Tính ra là hai mền quý vị. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Sao giờ cho xin đậu vô? Ừ, xin đậu đi. Mọi người uống một chén rượu. Đấy. Mình hãy đó chơi săn rồi hãy mì đĩa chơi tay. Mì dầu tay đó đó. Trong này là đang làm đậu phụ này. Tiếp tục làm lần thứ hai rồi. Đấy. Ôi mà thông ấy cái câu chuyện ấy. Biết lộ béo. Như các bác đang thấy ở trong này là đã được một cái mền. Ở trong này rất chi là ngon, tính thử một tí nào. Sau khi mình cắt xong thì chắc phải có nước chấm. Đây họ thường là lấy cái nước chấm để chấm. Nó mềm quá. Nó rất là mềm và ngon các bác ạ. Có một cái rất là đặc biệt. Thậm chí ở trong này thì họ tự làm. Cho nên là mình tính thấy là sẽ ngon hơn. Ngon hơn mình mua ở trên chợ về nữa. Tự làm ngon hơn. Làm nó rất là chắc, cái độ nó chắc lắm. Đấy. Đây họ làm thì không có cái vảy trán ấy, thì thường là dùng cái tú bóng, gọi là cái bao tải ấy, cắt ra để đổ cái đậu vào trên này. Đấy. Cái này mất khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng nữa các bác ạ. Xong là mới tiến hành hết cái nước ở trên được. Đấy, mới đông lại. Đây cái vải nhỏ nhỏ này để đâm vào này. Đấy. Phải rửa cái bàn này. Một người lau cái bàn, một người là làm ở trên này để cho nó sạch sẽ. Cô chú ạ, bây giờ ở trong nhà thì như lúc đấy tính cho các cô chú xem á, cũng đã gọi là gần xong cái căn nhà rồi. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì không có đủ anh em thợ làm, cũng gọi là phải nghỉ. Ngày kia sẽ tiếp tục lên. Chắc là ngày mai tí phải tùy theo gia đình nữa. Nếu mà gia đình bảo thì ngày mai lên giúp đỡ với gia đình để dựng cột. Sau khi dựng cột xong thì chắc cũng phải tầm ngày kia mới tiếp tục để xây các bác ạ. Đấy các bác đang thấy ở trên này là mấy chị em đang đi điệu nước về này. Đấy, mỗi người một quẩy tống điệu một cái can ở trong này. Đấy, rất chi là đông. Hôm nay là có tầm 10 người điện nước quý vị. Đây. Trong này đang lấy nước vào để ở trong nhà. Ở trong nhà là tận dụng mấy cái thùng to, xong là để nước ngày mai để có nước là làm được thức ăn. Đấy, Tính sẽ đi xem mấy chị em đổ ở trên nào đã. À, để vào trong này luôn quý vị ạ. Đấy. Các bác cô chú đang thấy ở trong này là đang đổ gần đầy cái hai cái thùng nước to rồi. Đấy. Thậm chí là ái già, ơi già. Đây, mấy chị em đang đổ trên này xong là sẽ tiến hành đi lấy để vào trong cái căn này nữa. Thậm chí gia đình không có đủ căn phải đi mượn về nữa quý vị. Tiếp tục đi điệu nước tiếp quý vị. Bởi vì đi mỗi lần là khá xa cho nên là đi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ mới về đến đây. Đấy, đang chuẩn bị những cái thức ăn vào trong ngày mai. Bởi vì ngày mai thì sẽ tiến hành để dựng cột nhà. Như Tính đã từng chia sẻ trên thức phim á, thì sẽ đi mua thức ăn về để cho anh em và mọi người lên giúp đỡ ở đây nữa. Thì vừa rồi là Tính có gửi cho em rể là 600.000 đồng quý vị. Tính phải xem ở trong sổ này mới nhớ. Có gửi cho em rể là 600.000 đồng. Số tiền trước cô gửi là 4.562.000 đồng. Gửi trước cho em rể là 600.000. Đang còn lại là 3.962.000 đồng. Thì hôm nay là Tính sẽ gửi lại 1 triệu. Đấy, gửi lại 1.500.000 cho em rể để đi mua đồ ăn cho anh em như là chú bác lên giúp đỡ để ngày mai chuyển cột lên trên nhé quý vị. Thì trong này xin thông báo cho em thế này nhé. Vừa rồi là gửi 600 cho em rồi, có nhớ không? Nhớ ạ. Vâng ạ, 600 gửi cho em rồi thì bây giờ hãy gửi 600 cho em thì đang còn dư lại là 3.962.000 đồng. Nhớ không? Nhớ ạ. Hôm gửi cho em là gửi bằng đấy. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2022 thì sẽ gửi cho em là 1.500.000 đồng. Thì số tiền bây giờ đang còn dư lại là 2.462.000. Vâng ạ. Thì giờ là gửi lại 1.500.000 cho em đi mua thức ăn nhé. Vâng ạ. 3 tờ nhé. Vâng ạ. Đấy. Em có lời gì gửi tới cảm ơn với các bác, các cô không ạ? Có. Vâng, em nói to một tí để cho các cô bác nghe rõ. Cháu có lời mời như này. Cháu xin cảm ơn rất nhiều cô Catherine em. Cô Catherine rất nhiều. Hôm nay đưa cho 1,5 triệu để đi mua đồ các thứ, mua thịt này, mua một ít rau này về để hôm nay sạp cho hôm nay về cắt anh, các chú và các bác, các chị về giúp đỡ mình là nhà ở đây. Nhưng mà bây giờ mình trong tay này 1,5 triệu tiền, bây giờ đi mua đồ. Cháu xin cảm ơn cô Catherine em. Cháu xin cảm ơn cô Catherine rất nhiều. Vâng ạ. Thì bây giờ là nhớ nhá, số tiền đã còn lại là 2.462.000 đồng nhá. Vâng. Hôm nay gửi tiền cho em là ngày 19 tháng 5 năm 2022 nhá. Vâng ạ. Hôm nay cô đã đưa 1,5 triệu để cháu đi mua nhớ thức ăn cho các chú các bác. Hôm nay lên giúp cháu, cả ơn cô Catherine rất là nhiều. Vâng ạ. Thì đầu tiên là Tính cũng xin thay mặt với gia đình hai em gửi lời trân trọng nhất cảm ơn với cô Catherine em rất nhiều. Thì hôm nay số tiền thì cũng đã còn lại là 2.462.000 đồng. Thì ở trong cái thước phim sắp tới này thì Tính sẽ tiếp tục triển khai lại cái số tiền mà các cô các bác ủng hộ cho gia đình như là em rể với em gái. Thì bây giờ là Tính rất vui mà hai em đã nhận tiếp tục 1.500.000 để đi mua thêm đồ ăn. Thì tí là đi mua đồ ăn là nhớ mua những đồ mà ngon ngon cho anh em thợ nhé. Nhớ không? Nhớ ạ. Nhớ nhá. Mua những đồ mà gọi là ngon để cho tất cả các bác cô chú nên giúp đỡ để được ăn ngon miệng hơn nhé. Rồi, vâng ạ. Các bác cô chú thậm chí ở trong này thì mọi người đang làm đấy, cho nên hơn ồn ào. Và thứ hai là gió rất chi là to luôn. Tính nói chuyện nhiều lúc là nghe không được rõ. Thì Tính cũng xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thì bây giờ là các em đi xong là đi mua đồ nhé. Hôm nay thì mấy chị em sẽ rửa bát, tranh thủ để rửa bát trước quý vị. Tất cả những cái bát con và bát to này đều là đi mượn hết. Để sau khi mà ăn cơm xong là sẽ trả cho các chú các bác quý vị ạ. Sáng nay là đã đi mượn trước rồi. Đấy, trên này là đấy, như quý vị thấy này. Ở trên này là mọi người hình như là đang bắt đầu để đo cổ cái sao. Các bác cô chú ạ, hiện tại thì cũng đến 2 giờ rồi. Tính trong ngày hôm nay là Tính sẽ đi về nhà để thăm nhà đã. Gọi là có chút việc ở trong gia đình nữa. Thì Tính sẽ chia sẻ đến đây. Nhưng mà đầu tiên là Tính cho các cô chú anh chị và quý khán giả để xem hình dung qua cái ngôi nhà một tí đã. Sau khi mà Ngọc Tính đi về. Đây là mấy chị em đang tiếp tục để đi điệu nước hoặc là đi làm tiếp theo của cô bác ạ. Đấy. Hôm nay là gặp được hai chị em, lúc đấy là hai chị em đây là đang đi điệu nước rồi. Hai chị em là ngại nhất. Tính nhớ là lúc đấy Tính vào ghi hình một tí á, hai chị em gọi bọn trại đi, không ăn cơm. Đấy. Nhưng mà thật chí là có một số chị em thì họ cũng gọi là không muốn lên hình nhá quý vị ạ. Đấy. Thì mình cũng phải thông cảm cho họ nữa. Đây bây giờ là Tính đứng trên này để hình dung cho quý vị xem này. Cái căn nhà rất chi là cao. Đấy. Thậm chí là cao lắm các bác ạ. Bây giờ đang nối lại một tí, nối lại cái sàn đấy vào. Đấy. Đấy, có lẽ là Tính sẽ chia sẻ cái thước phim ở nội dung trên kênh của Ngọc Tính đến đây. Hẹn là các bác cô chú anh chị ở trong cái thước phim tiếp theo trên kênh Ngọc Tính, vào trong cái công trình là nhà của gia đình em gái và em rể. Xin chào và hẹn gặp lại.